Sắp lên xe hoa, dịp Lâm Anh đưa hội chị em ra biển quậy tới bến, nhưng xem tiệc độc thân của Tú Vi mới cạn lời. Trước khi chính thức theo chàng về dinh, dịp Lâm Anh và dàn mỹ nhân showbiz gây chú ý với những buổi tiệc độc thân hoành tráng. Hiện nay, tiệc chia tay đời độc thân không còn quá xa lạ ở Việt Nam, nhất là đối với người nổi tiếng. Trước khi chính thức về nhà chồng, dịp Lâm Anh cũng tổ chức một buổi gặp mặt thân thiết diễn ra trên bãi biển, cùng hội chị em bạn dì như Hoa hậu Kỳ Duyên, Julie Nguyễn, Hot Girl Hà Lati. Người đẹp đi du lịch cùng bạn bè lần cuối với tư cách là một cô gái độc thân. Dịp Lâm Anh hóa thân thành cô dâu trong bộ ảnh thực hiện cùng hội chị em thân thiết. Các cô gái chọn váy áo theo Discord trắng cho ngày đặc biệt của dịp Lâm Anh. Còn Tú Vi chấm một resort hạng sang ở Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức tiệc độc thân trước khi cô chính thức theo chàng về dinh. Mỹ nhân sinh năm 1986 tự tay cắm hoa, trang trí bàn tiệc, giăng đèn dây thổi bóng bay để trang hoàng căn phòng. Sau khi dùng bữa cơm thân mật, Tú Vi và người thân bạn bè đồng loạt diện trang phục pyjama, đeo tai thỏ hết sức dễ thương. Ý tưởng của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bật cười. Nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, không ngạc nhiên khi bữa tiệc chia tay đời độc thân của Hà Anh được tổ chức theo phong cách playboy. Đòi hỏi các vị khách phải ăn mặc sexy. Bản thân siêu mẫu cũng đút mắt người xem với bộ trang phục không thể quyến rũ hơn. Trong tiệc chia tay độc thân của Ngân Khánh, cô và khách mời Lê Phương diện váy công chúa rất đáng yêu. Tiệc độc thân của Kim Hiền diễn ra tại Mỹ với sự tham dự của những chị em trong nghề thân thiết. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Hương Phù Sa gửi lời cảm ơn chị Việt Hương, anh Hoài Phương, Hoài Tâm, Ngọc Nguyên đã dành thời gian để đến buổi tiệc tiễn em gái đi lấy chồng. Trước ngày cưới, Công Vinh và Thủy Tiên cũng mở tiệc chiêu đãi họ hàng ngay tại quê hương Kiên Giang của Thủy Tiên vào cuối năm 2014. Trong khi cô dâu để mặt mộc đi tiếp bà con láng giềng, thì Công Vinh kéo một số tuyển thủ Việt Nam ra quán để ăn mừng. Mai Tài Phến và Hương Tràm lại tình tứ sau khi xác nhận chia tay. Thầy giáo Mưa và nữ ca sĩ 9X tay trong tay dự sự kiện ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa phiên bản điện ảnh. Chiều ngày 3 tháng 5, Mai Tài Phến và Hương Tràm cùng xuất hiện tại buổi ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai mặc trang phục tông trắng tươi cười khi đứng trước ống kính. Đây là lần đầu cặp đôi dự sự kiện sau khi tuyên bố chia tay sau một tháng hẹn hò. Hương Tràm khoát tay, không ngại thể hiện sự gần gũi bên thầy giáo Mưa, trả lời về nghi vấn tái hợp sau khi chia tay. Cả hai khẳng định chỉ là bạn tốt của nhau. Mai Tài Phến từng chia sẻ, anh khâm phục và trân trọng ca sĩ 9X vì tài năng bản lĩnh trong nghề nghiệp cuộc sống. Lý do cả hai không tiếp tục mối quan hệ tình cảm, theo anh là cả hai còn trẻ, cần nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy chia tay, anh kể cả hai vẫn gặp nhau, Hương Tràm còn đến đoàn phim thăm mọi người. MV Em Gái Mưa đến nay đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Hóa thân vào vai thầy giáo, Mai Tài Phến nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích. Trước đó, chuyện tình một tháng của Mai Tài Phến và Hương Tràm đã được trấn thành bật mí trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Là chủ nhân của bản hit đình đám, nhưng Hương Tràm không được đạo diễn Cao Quay Tuấn Anh mời đóng nữ chính. Nam đạo diễn tiết lộ đã mời Hương Tràm đến casting, nhưng cô diễn xuất không tốt. Hơn thế, cô còn chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi của vai diễn, vai chính trong phim dành cho diễn viên Thùy Linh. Dàn diễn viên trong phim Em Gái Mưa có sự tham gia của quán quân Cười Xuyên Việt 2017 Hồng Thanh, Trang Hí, Tiến Vũ. Theo đạo diễn, vai Em Gái Mưa ban đầu mời Thanh Vi, cũng là người đóng cặp với Mai Tài Phến trong MV, nhưng cuối cùng hủy hợp đồng để đóng phim Ghi. Hot Boy Đông Hồ của phim Tháng Năm Rực Rỡ cũng có mặt trong Em Gái Mưa. Nam diễn viên cho biết muốn có nhiều vai diễn thử thách tâm lý nhiều hơn. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 6. Trường Giang Nhã Phương lần đầu đi ăn cùng nhau sau scandal ồn ào với nam em. Cả hai đi ăn chung với nhau và đây chính là câu trả lời cho mối quan hệ tình cảm của Trường Giang Nhã Phương. Thời gian vừa qua, câu chuyện tình cảm của nam em Trường Giang Nhã Phương đã khiến khán giả quan tâm rất nhiều. Bỗng dưng nam em thừa nhận mình và Mười Khó từng hẹn hò với nhau và có 30 ngày cực hạnh phúc. Cô kể rất nhiều chi tiết trong mối quan hệ trái ngang này khiến cho người nghe không khỏi giật mình. Bên cạnh đó, các hành động từ nam em như nghi vấn tự tử, ra ca khúc mới, mang bánh kem và hoa đến tặng Trường Giang, treo poster gần quán ăn, đã làm cho scandal này thêm chiếm sóng trên các diễn đàn.
Đến hiện tại, các nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã lên tiếng và thể hiện quan điểm riêng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng nhất về mối quan hệ của Trường Giang và Nhã Phương như thế nào thì vẫn chưa có hồi đáp. Mới đây, tại một tài khoản trên mạng xã hội đã bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là Trường Giang, Nhã Phương đang đi ăn tại một quán bún riêu vỉa hè. Ngay khi chia sẻ, khoảnh khắc này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Các fan đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn còn giữ mối quan hệ và đi cùng nhau. Nhã Phương mang mắt kính để tránh sự chú ý của mọi người. Vừa qua, khi được hỏi về chuyện yêu đương giữa họ như thế nào, Trường Giang đã từ chối trả lời và mong mọi người đừng nhắc đến Nhã Phương nữa, hãy để cô ấy được thoải mái vui vẻ. Trong khi Nhã Phương lại hết sức khéo léo, như mọi cô gái dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi về tình yêu giờ đã thay đổi nhiều, tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều. Lê Phương tiết lộ khóc nhiều vì nhớ về chồng cũ khi đóng phim. Nữ diễn viên cho biết vai Hương trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã khiến cô khóc rất nhiều. Khi đóng phim, bao nhiêu ký ức buồn về quá khứ với Quách Ngọc Ngoan bỗng ập về. Lê Phương vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nói về nhân vật của mình, nữ diễn viên háo hức cho biết, đây là vai diễn tôi kỳ vọng và đặt nhiều tâm sức nhất. Đồng thời lấy đi không ít nước mắt, thời buổi làm phim mì ăn liền khiến diễn viên phải đóng những phim mình không thích và cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu với mọi người. Nhưng với phim này tôi có thể tự hào khoe với khán giả. Nữ diễn viên kể vai Hương có cuộc đời với nhiều nỗi đau bi kịch về tình yêu, hôn nhân như chính bản thân mình. Vì vậy khi bước vào những phân đoạn tâm lý, độc thoại của nhân vật, Lê Phương tưởng như đang nói với chính mình nên không thể ngưng được cảm xúc. Tôi đã chờ anh ấy cả đêm, tôi trông chờ một phép lạ để anh ấy trở về, nhưng rốt cuộc anh ấy không về. Có lẽ tôi quá ngu, con đã không biết làm gì, chỉ ở trong phòng khóc một mình. Lúc đó mẹ ở đâu làm gì, mẹ chỉ ủng hộ anh ta đến với người đàn bà khác, là những câu thoại khiến Lê Phương xúc động nhất. Nữ diễn viên kể mỗi khi kết thúc cảnh quay, cô cảm thấy nặng nề, bi quan, bởi nhớ lại quá khứ đau buồn với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Tôi không thể ngưng lại cảm xúc đó. Nó khiến tôi từ một người sống lạc quan trở thành bi quan. Tôi đã khóc rất nhiều cho nhân vật và cho cả bản thân mình, cô nói. Đóng cặp với Lê Phương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ là Hoàng Anh. Cả hai từng hợp tác trong nhiều phim và chơi chung 10 năm qua nên không gặp bất cứ khó khăn. Ngay cả những phân đoạn tâm lý nặng, cả hai cũng không cần tập diễn trước hay bàn bạc nhiều. Lê Phương tiết lộ, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau chúng tôi đã biết đối phương nghĩ gì. Từ đó tung hứng hợp lý. Gạo Nếp Gạo Tẻ được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, Quang Family. Biên kịch Hoàng Anh cho biết mất một năm mới hoàn thành kịch bản. Từ lời thoại, bối cảnh đến các tình tiết trong phim cũng được gọt sạch mùi kim chi. Thay vào đó là phong vị của một bộ phim gia đình Việt Nam. Khán giả xem phim sẽ thấy ở gia đình bà Mai, ông Vương, chất đặc trưng của gia đình gốc Bắc. Biên kịch này nói thêm, đạo diễn Thạch Thảo chia sẻ những hình ảnh trong phim được ekip chăm chút từng chi tiết nhỏ. Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần từ ngày 7 tháng 5. Harry Won, tôi chỉ muốn quên Trấn Thành và cố tưởng như mình không có chồng thôi. Đến đây rồi, tôi chỉ muốn quên Trấn Thành và cố tưởng như mình không có chồng. Nếu có trai ngon tôi sẽ quên Trấn Thành, Harry Won chia sẻ. Tập 1 chương trình Quý Ông Đại Chiến sẽ chính thức lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Chủ trì 4 chiếc ghế giám khảo quyền lực của Quý Ông Đại Chiến tuần này là Harry Won, Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ và Hoàng Ngân. Trong đó mỗi người đều thể hiện một nét cá tính riêng dưới sự dẫn dắt của MC Lại Văn Sâm. Nếu Harry Won tỏ ra dịu dàng, Ninh Hoàng Ngân cố gắng điềm tĩnh thì Lan Ngọc lại khá tự tin. Còn Lâm Vĩ Dạ khá nhí nhảnh, nhiều trò. Họ sẽ cùng 200 khán giả nữ lựa chọn những siêu cực phẩm dựa trong 7 thí sinh nam tuần này. Với bản tính tự tin của mình, vừa vào đầu chương trình Lan Ngọc đã tự tách nhóm để bước ra sân khấu một mình. Khi được nhà báo Lại Văn Sâm hỏi, cô thẳng thừng cho biết, vì trong nhóm này chỉ còn mỗi mình tôi là con gái, các chị còn lại đều đã có chồng, già hết rồi nên không ai để ý đâu. Nữ diễn viên Cuba Sài Gòn tự tin rằng, 7 anh chàng đẹp trai tài năng đều sẽ lần lượt rơi vào lưới tình của mình mà không cần phải tranh giành với 3 đàn chị còn lại. Câu nói của Lan Ngọc khiến Harry Won tự ái, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả, do Lan Ngọc chẳng có tiếng giá nào nên đến giờ vẫn chẳng ai thèm hốt thôi. Không những vậy, khi chứng kiến 7 thí sinh nam đẹp trai, Harry Won còn không giấu nổi cảm xúc, cô nói, đến đây rồi tôi chỉ muốn quên Trấn Thành
và cứ tưởng như mình không có chồng thôi. Nếu có trai ngon tôi sẽ quên Trấn Thành ngay. Diện kiến trước mặt bốn nữ giám khảo cùng 200 quý cô ngồi dưới là 7 chàng trai đến từ nhiều ngành nghề và tỉnh thành khác nhau. Về phía bốn giám khảo nữ, họ dành sự chú ý đặc biệt đến soái ca Lúc Búp, diễn viên Lãnh Thanh, soái ca mỹ phẩm Đức Thành, trùm bartender của chủ nhà hàng Nhật Bản Tiến Đức, chàng võ sĩ Úc Nguyễn và nam ca sĩ tự do Minh Dũng. Trong đó, chàng trai nhà võ Úc Nguyễn gây ấn tượng hơn cả bởi những bài võ đầy mạnh mẽ nam tính của mình. Được biết Úc Nguyễn sinh tại Đức Võ Bình Định và là một trong những diễn viên chủ chốt trong phim Người Phán Xử phần 2.